Được biết là trong nội dung quy hoạch, tỉnh Hưng Yên có đề nghị Thủ tướng Chính phủ là đến năm 2030 cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đến năm 2037 thì Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Và ngày 10 tháng 6 vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Nhân dịp này, xin đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể cho biết về những giải pháp cơ bản để thực hiện các mục tiêu đã đặt ra. Để thực hiện Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phải nỗ lực và phấn đấu của cả hệ thống chính trị và ủng hộ của nhân dân, vì đây là một cái nhiệm vụ rất khó khăn. Để từ nay đến năm 2037, tức là còn khoảng 3 nhiệm kỳ nữa, là thực hiện các cái nhiệm vụ để chúng ta đạt được các cái tiêu chí, thì ngay từ bây giờ thì chúng ta phải tập trung phát triển đột phá 3 chiến lược. Thứ nhất đó là đột phá về hạ tầng, thì ưu tiên hạ tầng giao thông. Thì hiện nay là hệ thống giao thông của chúng ta đã thực hiện tương đối tốt. Cả nhiệm kỳ 2025 chúng ta được khoảng 68.000 tỷ, gấp nhiều lần cho các nhiệm kỳ trước đây. Đấy này, thứ nhất, sau khi mà hệ thống giao thông của chúng ta đã phát triển tốt, đường xá được mở rộng, quy hoạch và thực hiện khoảng 60-80 mét thì tạo điều kiện cho các khu công nghiệp ở hai bên phát triển. Và chúng ta có 3 cái trục chính. Đấy, trong đó là trục đường Tân Phúc Cũng Phan và trục đường nối 2 đường cao tốc. Thì chúng ta để thực hiện là phát triển các khu công nghiệp mà hiện nay đã được Thủ tướng phê duyệt khoảng 9.500 ha. Thì cái đấy là một cái dư địa rất là tốt để Hưng Yên để thực hiện thu hút đầu tư để phát triển về kinh tế. Thứ hai, tiếp theo đó là phát triển đô thị, thì chúng ta có 3 trục chính phát triển đô thị, đó là thành phố Hưng Yên, đó là thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang. Và sau đó thì ta phát triển du lịch dịch vụ, thì ta có một cái trục để phát triển du lịch dịch vụ, đó là trục đường kết nối di sản. Đường kết nối sản này thì chúng ta đang thực hiện là từ 60 đến 80 mét chạy dọc sông Hồng và nối với thủ đô Hà Nội. Và trên cái đường này thì hiện nay đã có 2 cái cầu nó để nối kết nối với đường kết nối di sản này. Đó là cầu Vành đai 4 và cầu 3,5. Tạo điều kiện cho cái việc phát triển du lịch sau này, vì Hưng Yên đã được Thủ tướng phê duyệt là toàn bộ bãi sông đó nó khoảng 5.500 ha là phát triển du lịch dịch vụ. Và hiện nay đã còn có rất nhiều các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia, ví dụ như dự án là khôi phục khối yên cổ 1.800 ha của Xuân Trường đã tham gia, và dự án 1.300 ha của Vingroup cũng tham gia, và trong đó có 2 sân gốc. Và hiện nay thì chúng tôi có thể toàn bộ vùng bãi đó thì có phải khoảng trên 10 sân gốc. Đồng chí có thể cho biết về những cái giải pháp cụ thể trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 ạ? Có thể đây nói rằng giai đoạn này là một giai đoạn rất là quan trọng, một giai đoạn tiền đề để thực hiện từ đây đến năm 2037. Đấy, thứ nhất đó là phải giải ngân hết số 68.000 tỷ mà đã bố trí đầu tư công trung hạn. Mà hiện nay mới có giải ngân được khoảng trên 40.000. Từ nay đến hết năm 2025 phải giải ngân xong. Có nghĩa là tất cả các đường mà theo quy hoạch đang thực hiện đó phải thực hiện xong. Cái thứ hai là tiếp tục phát triển các khu công nghiệp. Mà hiện nay khu công nghiệp thì chúng ta đã giải phóng được toàn bộ các khu công nghiệp đã được Thủ tướng chấp thuận. Nay thì vừa rồi rất là may mắn Hưng Yên đã được Thủ tướng tiếp tục bổ sung một khu công nghiệp Thổ Hàng. Thì nhiệm vụ tiếp theo là phải giải phóng hơn 200 ha các khu công nghiệp này và phải đắp đẩy, tức là kết hợp cùng với các nhà đầu tư đi xúc tiến đầu tư trong nước, ngoài nước, đặc biệt là các nước tiên tiến như các nước châu Âu, khối châu Âu và Nhật Bản và Hàn Quốc, để làm sao mà các khu công nghiệp đã được giải phóng rồi thì đắp đẩy nhanh nhất để tạo điều kiện thu ngân sách của tỉnh ngày càng cao hơn và thu nhập bà con của nhân dân trong tỉnh ngày càng lớn hơn. Và nội dung thứ ba đó là rất là quan trọng. Từ nay đến hết nhiệm kỳ này thì đường kết nối di sản bằng quyết tâm, bằng mọi giá phải thực hiện xong và khánh thành xong, tạo điều kiện rất thuận lợi để làm sao tất cả các khu ngoài bãi đó, các quy hoạch đó được thực hiện. Sau đó là thực hiện các tiếp theo là các quy hoạch đã được duyệt, đó là dịch vụ sân gốc và phố cổ thì tiếp tục hoàn thiện. Hy vọng mà trong tương lai thì sau khi cái đường kết nối di sản được khánh thành thì toàn bộ các quy hoạch đó biến thành thực tiễn, thì lúc đó Hưng Yên trở thành một cái điểm đến du lịch rồi sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ạ.